xóa chạm bằng axit, xóa chạm bằng phương pháp cấy ghép da hay đốt laser CO2? Liệu các phương pháp đang được quảng cáo rầm rộ, chúng có thực sự an toàn, hiệu quả? Chắc là chỉ lăn kim hay sao ạ? Xong rồi nó bung vảy, bôi thuốc vào xong rồi nó bung vảy này. Thế xong bây giờ nó thành sẹo, em không chữa ở đấy nữa, em bỏ luôn. Cấy da trực tiếp, đấy thì thời gian nó rất là dài, đau, khó chịu. Đấy, 4 năm thì nó mới được một nửa này, để lại rất là sẹo. Thì thấy nó sau tay gáy này nó cũng có lại sẹo hết. Lựa chọn phương pháp xóa chạm không đúng cách, hậu quả khôn lường. Ohio, khắc tinh mọi loại chạm bớt, đỏ, đen, nâu là địa chỉ duy nhất trên thị trường nhận các ca xóa chạm thất bại từ cơ sở khác. Sở hữu tổ hợp công nghệ AI Pro, xóa tan mọi loại chạm bớt, đỏ, đen, nâu. Sạch chạm đến 95%, không đau, không tái phát. Cam kết tới khách hàng bằng văn bản, xóa chạm bảo hành trọn đời. Ohio thực hiện hành trình xóa chạm thành công cho hàng ngàn khách hàng. Đăng ký ngay hôm nay, nhận ưu đãi hấp dẫn.